Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Pháo binh Nga khiến ba lữ đoàn quân đội Ukraine thiệt hại nặng, trận đánh lớn 8 năm trước. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt, một số lượng lớn pháo hạng nặng của Nga được cho là đang tập kết ở biên giới giữa hai nước. Theo đó, một số lượng lớn pháo hạng nặng của Nga đã xuất hiện ở khu vực cách biên giới Nga-Ukraine chỉ vài km. Cách đây 8 năm, vào đầu tháng 7 năm 2014, quân đội Ukraine dưới sự giúp đỡ của các cố vấn quân sự NATO đã huy động ba lữ đoàn mạnh nhất của quân đội Ukraine khi đó, chuẩn bị tiến hành các cuộc đột kích vào khu vực Lugansk. Để giải giáp lực lượng dân quân ly khai, bao gồm lữ đoàn xe tăng 24, lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 và lữ đoàn đổ bộ đường không 79. Trong ba lữ đoàn trên, lữ đoàn xe tăng và bộ binh cơ giới là lực lượng thiết giáp chủ lực của quân đội Ukraine được trang bị hàng trăm xe tăng T-64BV, xe chiến đấu bộ binh BMP, nhiều loại pháo và xe hỗ trợ công binh. Quân đội Ukraine đã tập trung gần thị trấn Zelenopilia, chỉ cách biên giới Nga từ 3 đến 5 km để chuẩn bị cho một chiến dịch chống lại các lực lượng vũ trang Nga. Quân đội Ukraine không ngờ rằng quân đội Nga khi đó đã bí mật triển khai nhiều tiểu đoàn tác chiến hùng hậu qua biên giới. Mỗi tiểu đoàn tác chiến có hơn 1.000 quân bao gồm một tiểu đoàn bộ binh cơ giới và một đại đội xe tăng, nhưng đã được tăng cường thêm một đến hai đại đội xe tăng. Máy bay không người lái của Nga đã đóng một vai trò rất lớn trong chiến đấu. Những chiếc UAV này đã liên tục bám sát vị trí đóng quân, cũng như việc di chuyển của ba lữ đoàn của Ukraine. Khi đó, quân đội Nga sử dụng UAV Orlan 10. Ngoài trinh sát bằng UAV, quân đội Nga còn xác định vị trí của quân đội Ukraine thông qua trinh sát vô tuyến và trinh sát kỹ thuật đồng thời hình thành thông tin chỉ thị mục tiêu có ý nghĩa tấn công chiến thuật. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 7 năm 2014, một lữ đoàn tác chiến điện tử của quân đội Nga lần đầu tiên thực hiện tác chiến điện tử và ngay lập tức quân đội Ukraine mất khả năng liên lạc và chỉ huy. Tất cả các binh sĩ không thể liên lạc bình thường và không thể nhận được hướng dẫn hoạt động trở nên mù và điếc. Tiếp sau đó, hàng trăm hệ thống pháo phản lực phóng loạt và pháo nòng dài cỡ lớn của quân đội Nga đã đồng loạt tiến hành một cuộc tấn công theo kiểu màn đạn chính xác vào vị trí đóng quân của quân đội Ukraine, Theo kết quả trinh sát của các UAV CH-10, quân đội Nga triển khai gần thị trấn Rowenki ở biên giới Nga, sử dụng các loại LMRS 300mm, BM-30 220mm BM-27, 122mm BM-21 cùng pháo tự hành 203mm và 152mm bắn các loại đạn nổ phá, đạn còn đa năng xuyên giáp. Quân đội Ukraine không bao giờ nghĩ rằng quân đội Nga có thể tập kích hỏa lực pháo binh qua biên giới, sâu vào nội địa Ukraine và với mật độ đạn pháo lớn như vậy. Trận pháo kích này của quân đội Nga là trận tập kích bằng hỏa lực pháo binh theo đúng tiêu chuẩn Liên Xô, nhưng dưới sự hỗ trợ của các phương tiện trinh sát và chỉ huy hiện đại tức là tập trung toàn bộ hỏa lực pháo vào các mục tiêu địch đã được chuẩn bị phần từ trước bằng các cuộc tấn công với hỏa lực tập trung, cường độ cao. Kết quả cuộc tấn công đã phá hủy hầu hết các phương tiện bọc thép và thiết bị kỹ thuật của ba lữ đoàn quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine trong khu vực tập kết bị tê liệt và gần như bị xóa sổ. Phải mất nhiều tuần, Kiev mới tìm lại được những người sống sót sau trận pháo kích kinh hoàng của quân đội Nga Kể từ đó, quân đội Ukraine tại miền Đông bị yếu dần và không bao giờ dám phát động một cuộc tấn công quy mô đến cấp lựa đoàn. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!